Xin chào các bạn, ngày hôm nay nhân một ngày mình sẽ không biết làm gì. Mình sẽ ngồi make up. Tông của ngày hôm nay là tông make up hồng cam. Mà đánh xong một hồi không biết có ra màu hồng cam hay không nữa. Và trước khi đánh thì mình sẽ dưỡng da để cho da thật là khỏe, thật là smooth. Và tiếp theo đó thì mình sẽ bắt đầu đánh nền. Đánh nền thật là chậm, vỗ thật là nhẹ nhưng thật là chắc. Sau đó thì phủ nhẹ một lớp phấn. Đầu tiên là chân mày, mình sẽ vẽ chân mày hơi cong một chút, tại vì các bạn thích Vân vẽ chân mày cong, Vân sẽ vẽ chân mày cong để đúng với những điều mà mọi người mong muốn. Thứ hai sẽ dặm lại. Ủa mà chết, dặm một hồi sao nó đậm quá vậy nè, thôi kệ đi, lỡ rồi bây giờ không tẩy được nữa. Tiếp theo xong chân mày thì mình sẽ đến với màu mắt nha. Màu mắt ngày hôm nay Vân sẽ chọn tông màu hồng cam nên thành ra là mình sẽ nhấn đầu tiên là một cái màu nền thật là nhẹ. Tiếp theo sau đó thì mình sẽ đánh tiếp màu hồng xung quanh, đuôi nhấn đuôi. Tiếp theo là một màu nâu hồng đậm hơn một chút, nhấn đuôi một chút, kéo cho dài ra cho con mắt mình nó vừa dài vừa to đó mà. Sau đó lấy một màu nhẹ hơn để dặm lại một lần nữa cho nó hòa tan hết con mắt lại với nhau, cho nó đều màu, cho nó hòa lại con mắt với nhau chứ không có hòa tan như mọi người. Tiếp theo đó thì mình sẽ bắt đầu vẽ dán mí và vẽ eyeliner. Vẽ eyeliner thì Vân sẽ vẽ con mắt đá lên để cho cảm giác đôi mắt thật là dài nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ lấy một ít phấn màu đen để mình có thể dặm lại cái đường mà mình vẽ eyeliner để cho nó có cái sự sâu hơn của con mắt. Và tiếp đây thì mình sẽ gắn mi giả. Ngày hôm nay thì mình sẽ gắn mi giả không quá dài, mình sẽ gắn mi vừa thôi, xíu thôi. Ủa nhưng mà sao lên con mắt vẫn đậm quá vậy nè. Nhưng mà thôi kệ đi, lỡ rồi. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu dặm phấn tiếp theo cho gương mặt, đánh một ít khối, đánh khối hai cái má cho cảm giác mặt mình nó ốm lại nè. Sau đó thì mình sẽ dặm lại một lần nữa, đánh má hồng, son. Mình sẽ chọn son màu hồng mi. Mọi người ơi, bây giờ thì tới phần làm tóc thôi.